Một trận cờ hay nói cách khác là một siêu phẩm về thể thức tấn công tàn sát. Thậm chí nó còn đẹp hơn cả một bức tranh về cờ nghệ thuật giang hồ. Đó là lần gặp không thể nào quên giữa Mưu Lợi Minh và Tôn Dũng Trinh, giải dấp cấp liên tái mùa 2023. Ở trong trận này, Mưu được cầm đỏ, trung pháo để cấp công, Tôn mở tầm tấn 7. Mưu cũng thúc ngựa lên, Tôn bình xe ngay, Mưu cũng vậy lấy C1 bình 2. Rồi Tôn nhảy mã còn lại bình phong tròn, bố cục được Mưu lựa chọn là khởi trước binh 3. Tôn cũng nhẹ nhàng đối chốt còn lại, rồi Mưu tức khắc ngũ thất pháo trần. Tôn lại bổ sĩ như là một biến cờ thông dụng, gấp gáp Mưu Lợi Minh C9 tiến 1 để ra trần. Tôn Dũng Trình mã 3 tiến 2 ngay. Mưu tới đây mã 8 nhảy ra biên ải, rồi Tôn lập tức đã gác tường. Mưu tranh thủ để chiếm nhanh con đường sườn. Còn nếu như chẳng, cuộc cờ của Tôn sẽ có chút dễ chơi nếu như anh làm được lấy C1 bình 4 ngay. Còn tới đây, lựa chọn của Tôn tiến phó qua hà nhằm phong tỏa. Mưu đã chọn một cách đánh dẫn về một hình cờ khá ác liệt, mã 3 nhảy lên cửa hà. Chuẩn bị là gì? Tiến chút này lên để có thể lấy ngựa và xe truy đuổi. Nhưng bỏ mặc biến cờ này, quyết định của Tôn Dũng Trinh đưa C1 bình 2 để ra trận. Tại vì sao lại không chủ động họ Tôn đối phó với biến cờ này? Nhưng Mưu cũng không phải là ra tay vội vàng, C2 tiến thẳng hai nước ngay. Thật ra đây là một kiểu bố trận mà nhị vị hơn ai hết là những cao thủ hàng đầu của kỳ đàn Trung Hoa đã chẳng còn là lẫm gì. Tới đây, về phía của kẻ hậu suất vẫn còn một đòn đánh trả là dùng pháo 8 quật thẳng sang chốt 3, vừa có thể nhòm tưởng để kích đổi, tranh thực lợi. Bởi vì nước cờ lấy C1 bình 2 của Tôn Dũng Trinh cũng ngấm ngầm chờ sẵn cho việc tứ tử sẽ quy biên. Còn Mưu Lợi Minh dùng xe tiến thẳng hai nước, bởi vậy pháo 7 lúc này đã có thể giữ căn vững trái. Pháo này mọc vọt sang, việc của Mưu đơn giản dùng mã 9 tiến 7 để tiêu diệt. Đòn đánh vừa rồi không thể, thành thử C8 này cũng phải dâng lên là một cơ hội để Mưu có thể tiếp tục mà rời hình. Bởi vậy về phía của Tôn lúc này cũng lập tức đã biến chiêu theo, mã 2 tiến 1 đạp lề chốt. Nếu như lựa chọn một biến cờ cổ điển, dùng pháo quay về, e rằng đòn đánh của Tôn sẽ có cơ hội để triển khai ngay pháo 8 bành sang đường 3 nhòm chết tường. Và chắc hẳn pháo lúc này đã có thể thông suốt, mã thì lăm le, Mưu Lợi Minh sẽ vô cùng vất vả. Lựa chọn của Mưu cách còn lại, pháo 7 lại thoát vào, vẫn vậy xe đường 2 vẫn có thể giữ tròn. Vẫn nước cờ dùng pháo vượt sang nhòm tường, Tôn không làm được. Nhưng tới đây cũng chỉ cần chờ có vậy, pháo lại kê sườn đuổi bắt tiếp. Và Mưu đã chủ động đưa ngựa qua hà, thành ra câu chuyện kích đổi. Nếu như đổi, xe này sẽ tấn lên và chắc hẳn thế cờ của Tôn Dũng Trinh có chút rời rạc. Khi mà xe pháo trên đường 8 này tạm thời bị phong tỏa, mã biên cũng chưa hề có lực để hỗ trợ. Và đặc biệt về phía của Mưu Lợi Minh xuất hiện ra một tiên cờ rất mạnh, chính là việc mã 6 đảo xuyên đường tâm một nước, giờ có thể phục sát ở lộ 3. Cho nên tới đây Tôn Dũng Trinh C2 tiến thẳng hai nước. Để làm gì? Cũng là màn kích đổi nhưng nhường thế chủ động cho đối phương. Nếu như Mưu cứ vậy mà ra tay, xe này chỉ cần tiêu diệt vào, thành thử xe mã còn lại của Mưu tạm thời bị kiểm chân ngay. Cho nên chủ động để giải quyết việc này, Mưu quyết định lại dùng C2 thoái một. Tức là pháo này đã không còn để có thể giữ được căn xe, cho nên đây cũng là một đòn cờ tạo thế liên kết mà hai xe của Mưu đã có thể hỗ trợ lẫn nhau. Còn Tôn Dũng Trinh tìm cách để phá thế liên hoàn bằng cách bình pháo vào để kích đổi. Và chắc hẳn sau lựa chọn này, với thế kiềm chế trước mặt, nhị vị sẽ không thể nào tránh khỏi một cuộc đấu đổi, máu sẽ chảy thành sông, ít nhất là xe đường 2 hoặc là pháo sườn này. Thứ nhất là về phía của họ Mưu, nếu như chủ động kích đổi xe thì mã 7 của Tôn sẽ quay về, thành thử pháo xe còn lại cũng không còn cửa thoát, trước sau gì cũng phải đổi. Hoặc là nếu như chấp nhận đổi thì xe đối phương kê vào, còn nếu như không, pháo này vẫn vọt lên, giờ tiếp tục lấy C2 bình 4 ngay. Đánh kiểu gì thì cũng vậy cả, một xe của Tôn dư sức để kiềm chế xe mã của Mưu Lợi Minh. Thành thử, thế công duy nhất của Mưu đã không còn. Chẳng những vậy, rất khó để có thể giải quyết với hình thái này. Tốt nhất có lẽ rằng lấy xe bình sang để có thể mời đổi. Thế công vì vậy mà cũng tiêu tan hết thảy. Bởi vậy, đó cũng là lý do mà ngay tại đây Mưu không phải là đổi xe, mà đã chủ động đổi pháo trước. Nếu như Tôn lựa chọn C8 tiến lên để có thể kích đổi chủ lực thì sao? Tất nhiên là Mưu sẽ phải lấy xe này tiêu diệt. Xe này khử vào, đuổi mã, mã sẽ nhảy ra một nước thành ngoại tào. Đây là một điểm rất khó của Tôn Dũng Trinh. Khi tiếp tục là gì, mã 4 có thể tiến 3 nhảy chiếu ngay được. Pháo này quay về, tất rằng xe bành vào và tắc tử. Còn lựa chọn thứ suốt để có thể hóa giải trước việc này, sĩ cũng chỉ cần đỡ lên, rồi tiếp tục lấy pháo này lệch ra để đe dọa. Trước sau gì thì xe cũng không thể nào giữ mặt,
và tiếp tục là Miêu Lệ Minh chỉ cần tận dụng đến xe còn lại, chắc hẳn Tôn Dũng Trinh sẽ được một phen vất vả. Còn nếu như lựa chọn để ngăn cản nữ mã ngoại tào, sĩ nảy bung lên thì Trung Minh cũng sẽ mất bảng. Trước sau gì thì Miêu cũng có một thế tiến công hoàn toàn áp đảo. Bởi vậy đó cũng là lý do ngay tại hình cờ này, Tôn không phải dùng xe 8 để đổi lên nước cờ bất buộc, lấy xe này tiêu diệt vào pháo ngay. Tức là đã làm tròn vai về việc xe có thể kiềm chế cả mã lẫn xe của họ Miêu. Nhưng giải quyết cũng có phần nào khá đơn giản. Tới đây, Miêu quyết định dùng mã 6 tiến 4 ngay. Vẫn vậy, Tôn sẽ còn hai cửa. Hoặc là xe 8 tiến lên để kích đổi thì câu chuyện y chang như biến cờ ở trước. Cho nên về phía của Tôn chọn cách còn lại là xe 4 này phải thông đổi. Và Miêu đơn giản lại dùng xe chiếm được con đường sườn. Vừa nhân tiện phục dân nước ác, mã 4 có thể tiến 3 nhảy sát được. Tại vì pháo này quay về, xe chỉ cần đảo sang gọi án tử. Cho nên Tôn đã dùng xe 8 tiến 1. Đây là một đòn cờ thứ cấp được Tôn toàn tính kỹ càng để có thể giữ một nước sát rất hiểm của Miêu Lợi Minh. Miêu sẽ làm gì tiếp tục? Tới đây lựa chọn lấy xe 6 bảnh sang truy đuổi. Tại vì nếu như không muốn màng, tất rằng xe 8 chỉ cần kê vào, đằng nào thì mã của Miêu cũng bị đánh cho lui cả. Còn tới đây, việc của Tôn là phải tháo chạy pháo trước, pháo 6 bình 7. Miêu cũng rất nhanh nhẹn, dùng mã quay về trung lộ, giải quyết trước điểm tồn động này, nhân tiện lấy pháo đối phương truy đuổi, để có thể lấy làm bàn đạp chuẩn bị cho những đòn rời chuyển tiếp theo. Còn việc trước nhất, Tôn Dũng Trinh, pháo này thoát thân, đã dùng tiến 1 để chờ đợi. Và Miêu Lợi Minh đã trả lời, mã 5 tiến 6 ngay. Những nước cờ rất dẻo, tới đây Miêu Lợi Minh vẫn là người hoàn toàn làm chủ về cục diện. Xe 8 của Tôn lại một lần nữa bị chia cắt, tức là gần như không thể nào kịp điều động sang cánh bên kia được. Mã 6 tiến 7 coi như xong chuyện, cho nên buộc lòng gấp gáp rời sĩ của mình về để có thể thông suốt đường xe giải sát ngay. Miêu Lợi Minh dùng xe để cắm thẳng truy mã 7. Mã 7 mất mạng không còn gì, nhưng việc trước nhất Tôn Dũng Trinh lấy xe 8 bình sườn để kích đổi. Đây là một chiến ngựa rất mạnh của họ Miêu, không thể nào đổi với một quân mã đang ý ạch, chỉ một chức năng duy nhất là phòng thủ. Còn việc để lập công ư gần như không thể nào. Miêu Lợi Minh quyết định đưa quân của mình rút chạy đuổi lấy xe. Xe của Tôn bành xe truy đuổi, rồi mã lại quay về. Nếu như cứ theo mãi vậy sẽ bị phạm luật. Còn nếu như dùng xe tiến thẳng hai nước thì mã sẽ nhảy chiếu thành tắc tử. Cho nên trước sau gì Tôn cũng phải đưa ngựa 7 của mình rút chạy cả. Mã 7 thoái về đường 8 ngay. Miêu tới đây thanh thoát nhẹ nhàng dùng pháo chém thẳng vào binh ở giữa trung lộ. Sĩ đã phải bổ lên, cần phải vậy. Còn nếu như sĩ 6 tiến 5 hoa sĩ tưởng, chẳng khác nào quay lưng về đối phương cả. Còn tới đây thì sao, Miêu Lợi Minh lại giật xe về truy đuổi. Tới đây pháo rút chạy thì cũng được, nhưng tuyệt nhiên không thể nào chém thẳng xe ngựa bên kia. Xe này tiêu diệt, thành thử quân mã bên này cũng chẳng biết đi về đâu cả. Còn lựa chọn dùng pháo quay về, tất rằng Miêu Lợi Minh chỉ cần chiếm con đường sườn còn lại. Thế công hiện ra như vũ bão, Tôn cũng không thể nào qua khỏi. Cho nên quyết định của Tôn tìm cách để giữ lộ, tức là rời chuyển xe của mình vào vị trí có lợi nhất cho chức năng phòng thủ. Nước cờ đầu tiên, lấy xe này kê vào, đuổi bắt mã. Miêu tới đây dùng mã 6 tiến 8 ngay đánh bất trả, thì Tôn đảo xe sang, mã của Miêu cũng chỉ cần quay về. Người tìm phương án thay đổi bắt buộc là Bạch Miêu. Xe lại kê vào, mã nhảy, rồi xe của Tôn tới đây đã tiến 1. Và Miêu thuận lợi dùng mã 8 thoái 7 đạp lấy chốt ngay. Thấy vậy, Tôn Dũng Trinh lấy xe 4 bảnh 3 để đe dọa, nhưng không phải đưa quân rút chạy, mà Miêu quyết định đưa xe bảnh sang để có thể phục sát. Một đòn phế mã rất tinh xảo. Tới đây, cơ hội cuối cùng của Tôn Dũng Trinh chỉ có thể lấy từ xuất cung. Còn nếu như xe quay về thì xong chuyện, mã xe nhảy thành đại hỏa. Còn tới đây thì sao, Miêu lại tiếp tục bảnh xe vào để truy sát. Nếu như lựa chọn tường 4 bảnh 5 không ổn, khi mà mã xe nhảy, nếu như xe này cảm tử thì cũng thua, còn tướng xuất thì càng mau lẹ, lấy pháo này kê sang sát cổ. Bởi vậy, sau nước cờ lấy xe này để vỗ mặt vô cùng hiểm ác của Miêu, Tôn cũng chỉ còn lựa chọn sĩ gác lên làm vật tế thần. Gọi là tế thần, tại vì Miêu chỉ cần dùng mã 7 tiến 6 để tiêu diệt. Nhưng chưa hết, tiếp tục là gì, pháo 5 lạch sang sát cổ. Cho nên về phía của Tôn cũng chỉ còn đúng một hướng dài, là phải dùng tường 4 tiến 1. Và Miêu tới đây lại vô cùng ăn mục, về sầu thoát xác, mã 6 thoái 5 để lấy xe này chiếu ngay. Bắt buộc xe 3 bình vào, cơ hội duy nhất, rồi cũng sớm tắc tử. Khi Miêu mã 5 tấn 7, bắt buộc là tướng quân phải di chuyển, rồi chắc chắn xe này sẽ phải tắc tử là sát cổ. Bởi vậy, chỉ sau đúng một nước ngựa này, thì Tôn đã phải xuống ngựa cởi giáp để quy hàng.
Một trận cờ rất hay với một sát pháp vô cùng sắc sảo, trình độ tấn công gọi là thượng hạng của Miêu Lợi Minh. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.